nghiêm đi rồi à? Vâng ạ. Đợi em một xíu nhá, sắp xong rồi đấy. Này, không phải nấu đâu, để đấy. Hôm nay hai chị mình ra ngoài ăn. Bình thường chị ghét ăn ở ngoài lắm mà. Thì hôm nay phá lệ một tí có làm sao. Nói đi, thích ăn gì chị khao? Thật. Thật. Thế thì ăn bún cá nhá. Được. Em với anh Nghiêm có quán bún cá này ngon lắm. Thỉnh thoảng cũng hay ra đấy ăn. Lòi ra rồi đấy nhá. Hóa ra là hai đứa rủ nhau trốn bà chị già này đi ăn mảnh cơ đấy. Đâu, thỉnh thoảng bọn em mới ăn ấy mà. Đợi em một xíu nhá, em vào thay đồ. Cười 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 hộ em. Đưa đây. Anh ơi. Đợi em xíu nhá. Bừa bãi thế chứ đi. Đây chính là quán bún cá mà ngày xưa mình hay ăn đấy. Nhất là những lúc mà anh được nhận lương, em đều bắt anh phải đưa em ra đây ăn được. Bây giờ em ăn đi, để xem là có nhớ lại được cái gì không. Anh có vẻ căng thẳng chuyện tìm lại ký ức cho em nhỉ? Chứ còn sao nữa, chuyện quá trơ trêu mà. Anh là người đã có vợ, em lại là người yêu cũ. Bây giờ em càng sớm lấy lại được trí nhớ thì chúng ta càng sớm trở về vị trí cũ, có phải tốt hơn không? Chính xác. Hôm nay tôi sẽ cố gắng lấy lại toàn bộ ký ức. Anh phải giúp tôi hết mình nha. Em thấy sao? Thấy ngon. Có thấy gì đó quen thuộc không? Cái gì vậy? Đứng dậy, nhìn lên. Chị! Đi vào trong này, nhanh nhanh. Đi đâu? Đi vào đây. Có chuyện gì vậy? Vợ và chị gái của anh đang vào đây. Hả? Ngoài này chị nhá. Ờ. Chị ăn gì? Ăn gì cũng được, miễn sao là sạch. Em ơi, dạ. Cho chị hai bát bún đặc biệt. Một bát không có chả lá lốt nhé. Dạ vâng ạ. Chị cảm ơn. Ô, hai khách bàn này đâu rồi ấy nhỉ? Anh ơi, bà Năm thanh toán chưa? Chưa. Đùa, chán thật. Đến ăn mà cũng bùng. Cái kiểu này à, phải được học chị em mình từ bé. Thế có phải là tốt không? Vâng. Nào, chào anh ạ. Anh đến tìm ai đấy ạ? Anh cho tôi hỏi
anh Nguyễn Đức Nghiêm. Anh đến tìm anh Nghiêm có việc gì không? Sáng nay anh Nghiêm nghỉ phép rồi ạ. Vậy thôi, để tôi tự gọi cho anh ý cũng được. Cảm ơn anh. Vâng ạ. Anh đây. Sao rồi anh? Anh đến tìm, nhưng mà người ta bảo hôm nay anh Nghiêm nghỉ phép. Ôi dồi, thế này con bạn tôi bị cắm sừng rồi. Ai trong này mà lâu thế nhở? Cho gửi tiền về. Anh ra quầy thanh toán ạ. À?